trận đấu này là những cái tên rất quen thuộc với Đặng Văn Lâm đứng trong khung thành. Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh sẽ là những người đá thấp. Xuất phát của đội tuyển Nhật Bản. Đứng trong khung thành là thủ môn mang áo số 12 Gonda Suichi. Cầu thủ mang áo số 1 Koya Kitaka tại sân An Maktoum. Và đây là trận đấu của những ngôi sao, những cầu thủ xuất sắc tại giải năm nay. Thời gian đếm ngược đã hết và bây giờ thì trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup. Trọng Hoàng, Công Phước. Nếu trong là Phạm Văn Đức và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Công Phước. Vẫn là Công Phước. Quả đá phân góc cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống mà Yoshida đã không thể ngăn cản được Công Phượng và có kết đồng đội ở trận đấu này. Và trong tình huống này, Phạm Văn Đức khá hay. Phạm Văn Đức thêm một quả đá vào góc nữa. Đó là một trong những tình huống Quang Hải. Chính xác Trọng Hoàng. Phía trong là Hùng Dũng. Trọng Hoàng đang muốn tạo ra một hình ảnh khác ngày hôm nay. Pha chạm bóng của Tiến Dũng. Công Phượng. Công Phượng bất tốc. Vẫn là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Vẫn là một pha xử lý quen thuộc của Công Phượng. Và trong một trận đấu như thế này thì những pha lên bóng nhanh, sự quyết tâm. Yoshida. Quang Hải. Không hề lỗi biệt vị. Nhưng thật tiếc là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Rui Su Đoàn không khó khăn đối với Đặng Văn Lâm. Tuyệt vời, đó là Duy Mạnh. Pha cản phá xuất sắc của trung vệ mang áo số 2. Đó lại là một tình huống triển khai nhanh. Vậy là đối thủ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tình huống ghi bàn của trung vệ Maya Yoshida. Yoshida Maya, đó đều là những người có chiều cao tốt. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi công nghệ va. Bóng lên trọng tay, đó là sáng định của ông Hassan. Cảm ơn va. Công, Công Phượng. Cũng lắc hồng tuyệt vời của Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng vượt qua được hai cái thủ áo xanh. Công Phượng đối mặt với Yoshida. Công Phượng. Công Phượng. Thật tuyệt vời cho pha đi bóng của số 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Tưởng như đã là một bàn thắng quá là mát dành cho Công Phượng trong một màn solo ngẫu hứng mà Công Phượng nhảy múa với trái bóng. Rất khó chịu và hoãn hồ đang bắt lắm. Nó chẳng khác gì một bàn thắng. Xuất sắc. Giải nguy. Dũng. Trọng biên rất hay. Trọng Hoàng. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Không vào. Tiến Bình thực sự. Phạm Văn Đức gây áp lực. Và phía sau đang là một cầu thủ chúng ta. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Công vào. Công vào. Đó là một đá của Quang Hải. Áp lực mà chúng ta tạo ra đã làm cho hàng phòng ngự của đội bạn trao đảo. Phạm Văn Đức. Khá nhanh với Su Đoàn. Không vào. Lại là Đặng Văn Lâm. Thật tuyệt vời. Một tình huống mà chúng ta hãy nhìn khuôn mặt của người dứt điểm. Mà anh đã làm tung lưới không thành của Đặng Văn Lâm. Nhưng đó là khi Bùi Tiến Dũng áp sát. Tuyệt vời. Quá hay và cái bóng tuyệt vời của Quế Ngọc Hải. Đội tuyển Nhật Bản. Đặng Văn Lâm. Và đây là tình huống mà chúng ta theo dõi lại cú tung người cản phá của người nhện Đặng Văn Lâm. Góc máy này mới cho thấy nó không hề dễ một chút. Haraguchi là người có bóng. Cầu thủ của đội bạn đang ngã. Không penalty. Đó là Rui Su Đoàn. Đường truyền là của Endo. Ông Hassan sẽ xem qua công nghệ VAR. Thực sự là rất lo lắng.
một quả penalty cho đội tuyển Nhật Bản. Các cổ động viên của đội bạn cũng rất hồi hộp. Rất tiếc Đặng Văn Lâm đã đoán được đúng ý đồ sút bóng của số 21 đội tuyển Nhật Bản rồi. Vẫn là một phán đoán chính xác của Đặng Văn Lâm. Vẫn Trọng Hoa là người ngăn cản. Rất nhanh. Phải dành những lời khen ngợi. Đường chuyền dài. Không có gì khó khăn khi mà Đặng Văn Lâm vẫn có được sự tập trung cần thiết. Một tình huống bóng nguy hiểm của các thủ áo xanh. Bóng đi ra ngoài. Và lại thêm một lần nữa thì cánh trái đang trở thành một hướng tấn công. Tốt. Một tình huống cản phá xuất sắc tiếp theo của Đặng Văn Lâm. Rất hay. Phan Văn Đức. Cú sút. Ở trận đấu gặp Jordani thì các cầu thủ chúng ta sút bóng rất tốt, thậm chí là ở những khoảng cách xa hơn. Hợp lý dành cho Công Phượng. Gol! Hùng Dũng, bóng đá vào vòng duy. Không vào! Những quả sút xa bắt đầu được sử dụng nhiều hơn. Và Hồng Duy vẫn là Văn Toàn. Công Phượng! Công Phượng! Bóng lên chân của Văn. Lỗi của tiền đạo đội bạn. Osako đã băng lên với một khả năng càn lướt cực tốt, nhưng Đoàn Văn Hậu tiếp tục là người dùng cả thân mình. Vẫn đang là Công Phượng. Rất cố gắng. Công Phượng. Quay. Hùng Dũng sẽ là người đá ở phía giữa. Không vào. Một ngày tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Và thực sự là chúng ta đang cảm thấy sự hạn chế về mặt ngôn từ để ca ngợi thủ môn áo số 23. Đây là một tình huống mà chúng ta dâng cao đội hình dành cho đội tuyển Nhật Bản. Đặng Văn Lâm xuất sắc. Nguyễn Ngọc Hải hợp lý. Một trận đấu cực kỳ ấn tượng của Đoàn Văn Học. Lại là Takashi Inu. Văn Lâm. Chúng ta tận dụng mọi khoảng không gian nhỏ nhất có thể để dứt điểm. Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn. Một chút nữa thôi Văn Toàn đã có thể làm nên chuyện. Một đường bóng loại bỏ hoàn toàn tất cả các cầu thủ Nhật Bản. Và người chuyền bóng là Đoàn Văn Hậu. Tả xung hữu đột. Công Phượng. Thêm một cơ hội nữa đã đến với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta Hùng Dũng. Cú chạm bóng vào trong. Dành cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Xuân Trường. Chính xác. Bắt toàn. Thật tiếc. Thật tiếc cho động tác khống chế vừa rồi của Văn Toàn. Một pha bóng mà Lương Xuân Trường đã nhìn thấy đường di chuyển của Văn Toàn. Một người đồng đội từ nhỏ của anh. Thế nhưng sẽ có một cú đưa bóng lên. Không còn kịp nữa rồi.